Chào các bạn đến với Góc MB. Như là tiêu đề của video, cách nấu món hủ tiếu sườn này đặc biệt khác ở chỗ là Thanh dùng khô cá Minh Thái thay vì dùng tôm khô hay là khô mực để nấu tạo ra cái hương vị, mùi thơm cho nồi nước dùng. Chắc các bạn rất muốn biết khô cá Minh Thái nhìn ra sao phải không? Rồi Thanh mời các bạn cùng Thanh vào bếp để nấu món hủ tiếu này nha. Cho nồi nước dùng á, mình cần xương ống và sườn non. Trong chậu Thanh có là 4,5 pound, tương đương là 2 kg xương ống heo. 4,5 pound là khoảng chừng 3 ống xương heo. Và khi mình mua đó, mình nhờ chợ cưa thành những miếng nhỏ giùm mình luôn. Rồi mình cần khoảng là 2 pound sườn non, dưới 1 kg. Thì vỉ sườn này Thanh mua ở chợ H-Mart nè, rất là ngon, thích hợp để nấu cho những món nước đó. Thì nhiêu đây xương và sườn đủ cho mình nấu một nồi hủ tiếu ra là 8 phần ăn. Và đây là bao khô Minh Thái. Thực sự Thanh thích dùng khô này để nấu hủ tiếu hơn là dùng tôm khô và khô mực đó. Thanh thích cái mùi khô nó thơm, không có nồng như là tôm khô và khô mực. Với lại bên Mỹ đó, khó mà tìm ra tôm khô hay là khô mực mà thơm ngon. Trong khi đó thì khô Minh Thái Thanh mua lúc nào cũng ngon, chất lượng tốt hết á. Và điều Thanh thích nữa là nếu nhà bạn có ai bị dị ứng tôm thì nấu theo cách này. Chỉ cần nấu một nồi nước lèo thì ai trong nhà cũng dùng được á, chứ mình không có cần phải nấu riêng thêm một nồi nhỏ nữa. Bây giờ mình trần xương ống heo. Thì mình nấu một nồi nước kha khá, cho vào một ít muối, rồi cho xương ống heo vào. Mình nấu với lửa cao nha. Nấu tới khi mà mình thấy huyết đen nó ra nhiều, rồi nước bắt đầu sôi lên á, là mình có thể tắt bếp. Mình cho một ít nước lạnh vào trong cái nồi, rồi sau đó đổ ra rổ. Rồi mình dội rửa từng miếng xương cho được thật là sạch hết những cái lợn cợn bám lên miếng xương đó. Mình qua Thanh trụng tới sườn heo nè. Thì mình cũng cho một ít muối vào trong nước sôi, rồi cho sườn vào. Sườn thì mình chỉ cần nấu vừa sôi tim lên thôi là mình đổ ra rổ được rồi. Rồi giờ Thanh cho xương ống heo vào trong nồi đó. Và châm vô nồi tổng cộng là 26 cốc nước. Nhưng tại vì cái nồi của Thanh không có đủ to đó, Thanh tạm thời Thanh chỉ cho vô là 18 cốc nước trước. Rồi khi nào mà hầm xương xong, lấy xương ra bớt rồi đó, Thanh mới châm thêm cho đủ số là 26 cốc. Nấu cho nước sôi lên, hớt sạch bọt, cho vô là 2 muỗng cà phê muối. Mình cho vào 2 củ hành nướng, hay 2 củ hành vừa vừa thôi, hay là 1 củ hành thật là to. Rồi đậy nắp nha các bạn, để lửa thấp nhất, đậy nắp để hầm liu vậy khoảng chừng 1 tiếng 15 phút. Thì sau 1 tiếng 15 phút á là thịt dính ở chung quanh xương cũng bắt đầu mềm đó, rồi Thanh mới cho là sườn heo vào nè. Rồi Thanh hầm thêm khoảng gần 1 tiếng nữa, tới khi mà sườn heo nó mềm gần như ý của mình đó là được. Các bạn thấy cái nước trong không? Mình đậy nắp nhưng mà nấu lửa rất là thấp liu thôi, thì cái nước của mình không có sợ bị đục. Thì sau 2 tiếng 15 phút á, là sườn đầu cũng sườn và xương là mềm đó. Mà sườn heo thì vẫn còn hơi, nó chưa có mềm tới cái độ như mình muốn, tại Thanh muốn chưng sườn heo ra đó. Thì khi mà mình vớt hết những cái lợn cợn xong á, mình châm nước vô cho đủ là 26 cốc nước. Rồi Thanh mới cho sườn vô lại nè. Về phần hầm xương ống heo, nếu như các bạn sẽ ăn xí quách á, thì mình cần hầm là từ 2,5 tiếng cho tới 3 tiếng đồng hồ. Còn nếu như bạn chỉ muốn lấy chất ngọt thì bạn có thể hầm xương tới 7 tiếng đồng hồ. Rồi cho thêm củ cải vào nè. Mình nêm nồi nước dùng với là 1 muỗng canh bột nêm gà hiệu là Kim Kỳ hay bột ngọt tùy ý của bạn, 7 muỗng canh rưỡi đường, 3 muỗng rưỡi cà phê muối. Coi như là muối mình cho lúc đầu hầm xương á, là 2 muỗng cà phê, rồi mới nêm thêm 3 muỗng rưỡi nữa. Tổng cộng là mình nêm vô nồi nước lèo 5 muỗng rưỡi cà phê muối. Dĩa khô đã được nướng vàng thơm, Thanh nướng khô trong cái lò nhỏ đó. Để giờ mình cho luôn cái khô này vào trong cái nồi nước dùng nè. Rồi giờ mình vặn lửa cao hơn tí nha, nấu không đậy nắp và nấu sôi tim tới khi củ cải trắng mềm. là nồi nước lèo của mình dùng được rồi đó. Khô Minh Thái mình có thể cho vô trước cục cải trắng cũng được. Khô ngâm trong nước lèo càng lâu á, thì cái vị nước lèo càng thơm, đậm đà hơn. Các bạn thấy nước lèo trong không nè? Nước lèo rất là thơm luôn đó. Món hủ tiếu này nếu như các bạn thích thì cho thêm củ cải muối xào. Thanh thích ăn củ cải còn hơn là thịt nữa đó. Thì củ cải muối bạn có thể dùng loại sắc sợi hay là loại còn nguyên củ. Nếu như mà mình dùng nguyên củ như cái loại này nè thì mình cần phải sắc lát trước, rồi sắc thành miếng nhỏ. Mình dùng sợi hay là dùng nguyên củ đều vậy, mình cần phải đem củ cải đi rửa và ngâm xả tới khi mà củ cải trôi hết chất mặn, vắt ráo rồi đem củ cải đi xào. Cái loại củ cải này nó có màu vàng nè các bạn, cho nên nếu như bạn tìm được mua củ cải không có màu á, thì càng tốt. Rồi dầu đầm mình xào củ cải nè, thì dầu nóng Thanh cho vào khá tỏi. Vì tỏi vàng thơm đó là mình cho củ cải vào. Rồi Thanh nêm nếm lại với một ít đường nè. Rồi thêm một ít nước tương nữa. Thì nước tương Thanh dùng là cái loại xì dầu Mai Chi nha. Nước tương này xào thơm hơn là loại nước tương thường, cái loại mình như cái cumin rồi đó. Rồi mình cứ xào tới khi nào mà nước tương rút hết cho củ cải khô ráo là được nha. Còn rau để ăn chung hủ tiếu gồm có là cần tàu. Thanh chỉ muốn cho vào một chút ít cần tàu nên Thanh sắc nhuyễn như là sắc ngò rí. Và mình cho thêm là hẹ, giá và salad. Thanh thâu phần này là để cho các bạn nước ngoài biết cách mình xếp các thứ vô tô, thứ tự trước sau như thế nào đó. Chứ đối với người Việt của mình đó, khâu này các bạn quá là rành rồi. Bánh phở hay là bánh hủ tiếu tươi á, Thanh thích dùng hiệu này nè. Ở bên Mỹ nó chỉ có một loại bánh phở tươi à, chứ không có thấy loại bánh hủ tiếu tươi. Thì anh thâu để cho các bạn người nước ngoài coi á, cho biết để mua đúng loại bánh và cách chừng bánh phở hay là hủ tiếu như thế nào. Thì bình thường Thanh chỉ cần đôi đũa thôi à. Nhưng mà Thanh muốn quay để thâu làm phim á, Thanh dùng thêm cái vợt. Thì đợt này bánh phở hơi cứng và dai tí nên Thanh sẽ luộc lâu hơn mỗi khi. Mình đã nấu xong rồi, nước dùng hủ tiếu nè, các thứ đồ bổi cũng đã được chuẩn bị hết. Giờ Thanh sẽ xếp các thứ vào tô rồi chăm nước lèo vào là mình sẽ có một tô hủ tiếu thơm ngon nóng hổi để mà thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thanh hy vọng các bạn sẽ thích cách nấu hủ tiếu dùng khô cá Minh Thái này. Nếu các bạn thích thì xin hãy chia sẻ video cách nấu này tới mọi người giùm Thanh nha. Lần nữa Thanh xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đăng ký và ủng hộ kênh Góc MB.